Chào các em, đây là cái vấn đề thứ 5 ở trong cái chuyên đề tích phân của chúng ta. Chúng ta còn 5, 6, 7, 8, 9, tức là 5 cái nữa. Vấn đề thứ 5 này á, nó có hai dạng, dạng 1, dạng 2, rồi qua những cái bài tập ứng dụng. Có dạng thứ 3 nữa. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ đi từ từ thôi. Cái dạng thứ 5 này á, có tên gọi là tích phân của những hàm số hữu tỉ. Những hàm số hữu tỉ là những hàm số mà mẫu nó có chứa những cái hữu tỉ, ví dụ như x này. Thì dạng này chắc là mình cũng thường gặp rồi đúng không? Mình cũng từng giải cái này rồi. Cái dạng đầu tiên á là cái dạng mà tử là một cái hàm số nào đó không cần biết, nhưng mà mẫu là một cái hàm số bậc nhất dạng ax cộng b, tích phân của nó. Thì đây mấy em thấy là đối với những dạng này á, thì thông thường là chúng ta sẽ chúng ta không thể nào để x ở trên này được. Chúng ta sẽ tách làm sao cho nó có, bây giờ nè thầy chỉ cho mấy em mấy cái dạng này, cái đơn giản cái là xong hả? Rồi ví dụ câu A này, câu 1 này, chúng ta sẽ tách cái thằng x trừ 1 này ra làm sao cho nó tử x cộng 1. Nó có dạng là x trừ 1 nè, thì tách làm sao cho cái x cộng 1 là x cộng đi 1, tại vì có sẵn x rồi, thầy cộng 1. Thằng này trừ 1 mà thầy cộng 1 cho nên thầy phải trừ đi 2. Thằng mẫu là x cộng 1 dx. Tách làm sao cho cái tử nó có nhân tử giống mẫu, và cái thằng bên này nè phải là một số nào đó, số 2. Thì nó sẽ bằng chia xuống thì mình sẽ được là 1 trừ 2 chia cho x cộng đi 1 dx. Thì lúc này mình sẽ đi tìm tích phân của số 1 và đi tìm tích phân của thằng 2 chia x cộng 1. Cái dạng này thì dễ, dạng bậc nhất chia bậc nhất thì dễ. Bây giờ chúng ta coi dạng bậc 2 chia bậc nhất thì mình làm sao nha. Dạng bậc 2 chia bậc nhất thì đối với dạng này á, là mình sẽ chia đa thức, mình sẽ chia đa thức. Vậy hiểu không, hiểu hiểu cái này không? Mình không thể nào mà để x cộng 1 trên này mình đi tìm nguyên hàm của nó được. Mình phải ít nhất á, là cái tử trên này nè nó phải được tách ra là dạng số, mà mình chỉ có dạng nguyên hàm của 1 chia ax cộng b thôi, một cái dạng k chia ax cộng b nào đó thôi, tức là một cái số đó, ví dụ 4 chia ax cộng b. Thì nguyên hàm của nó là 4 nhân log neighbor trị đối của ax cộng b, nhưng mà mình cần phải chia cho 1 chia a, 4 nhân 1 chia a nhân log neighbor của x cộng b. Được không? Nó thì mình chỉ có cái dạng nguyên hàm này thôi. Nếu mà mẫu này là bậc 2 thì sao? Bậc 2 cũng không tìm được nguyên hàm của nó. Hiểu không? Mình phải tách ra cho dạng một số đó chia cho bậc nhất. Hiểu được vấn đề không? Đó là cái nguyên tắc của cái dạng hàm hữu tỉ này. Một lát đi qua cái dạng B này á, mẫu là một cái bậc 2 nè. Thì thầy sẽ chỉ cho mấy em cách để mà xử lý dạng hàm hữu tỉ, nguyên hàm của hàm hữu tỉ nhưng mà nó mẫu là một cái bậc 2. Thì bắt buộc chúng ta phải đưa nó về dạng bậc nhất để mình làm thôi nha. Rồi, thằng này á, là cái cơ bản nhất đối với hàm hữu tỉ là mẫu là bậc nhất, thì mình sẽ chia làm sao cho nó ra dạng 1 chia cho x cộng 1, hoặc là một cái số a b nào đó chia cho x cộng 1. Nhớ quy tắc nha. Rồi, đi qua câu b nè. Thằng này á, thấy bậc 2 chục nhất thì mình sẽ làm sao? Tách làm sao cho bậc 2 nó có bậc nhất này mình chia. Thì cái dạng này thì thầy thấy vô thì nó dễ, còn không thì mấy em sử dụng cái phép chia đa thức, thì thầy sẽ chỉ cho mấy em cách để mấy em chia đa thức cho nó nhanh. Đối với câu câu B và câu C này, em phải chia đa thức xuống thì bậc 2 chục nhất đó, em chia đa thức ra em sẽ được là ax cộng b và cộng cho một c nào đó chia cho x trừ đi 1. Em phải được cái dạng này. Thì từ đó mình tính nguyên hàm của ax, tính nguyên hàm của b và tính nguyên hàm của c chia trừ 1 rất là dễ dàng, được không? Đối với bậc 2 chục nhất nè, thì nguyên cái số nguyên của nó đó, ủa lộn, cái gì chia số bị chia chia cái thương số của nó đó, là x cộng b nè, còn này là số dư nè chia cho x trừ 1 nè, thì mấy em quy đồng mẫu thức em cộng lại chắc chắn là biểu thức là x bình trừ 5 chia x trừ 1. Thằng này á, tùy theo cái dạng của nó mà chúng ta sẽ có cách làm, trong đó có một cách làm chung cho hai thằng này, đó là chia đa thức. Chia đa thức và chia đa thức thường xài nhất á, là thầy sẽ sử dụng cái hóc nè. Chia kiểu hóc nè. Hóc nè là sao thì cũng quên rồi, lát thầy làm cho mấy em coi thử. Bây giờ tích phân từ 2 đến 4 nè, thầy x bình trừ đi 5 chia trừ 1, x bình trừ 5 á, thì thầy sẽ thấy mẫu này là x trừ 1 nè, cho nên đây á, thầy có thể là tách ra là dạng gì đây, x bình x bình này mà mẫu là x trừ 1, thầy tách ra là x bình trừ đi 1, thì lúc này nó sẽ thành hàng lớn thức có nhân tử x trừ 1 chia x trừ 1 nhân x cộng 1, thì mình chia xuống thì mình ra là x cộng 1 rất dễ dàng. Thì trừ 1 này trừ 5 thì chỗ này bắt buộc phải là trừ 4 chia x trừ đi 1 dx. Em thấy là biểu thức ở tử ở trên này xuống dưới này, biểu thức ở tử hoàn toàn giống nhau nhưng mà mình có mục đích hết. Thằng này x bình trừ 1 thì chia ra
x bình trừ 1 thì chia ra là x trừ 1 nhân x cộng 1 trừ đi 4. À, và thằng này là x trừ đi 1. À, thì lúc này quá dễ dàng đúng không? Mình chia xuống thì mình được tích phân của x trừ 1 chia nhân x cộng 1 chia x trừ 1 ra là x cộng 1. Và chỗ này là trừ của 4 chia cho x trừ đi 1 dx. À, thì lúc đó mình sẽ tính tích phân của x, tích phân của 1. Ở nguyên hàm của x nè, nguyên hàm của 1 và nguyên hàm của trừ 4 chia cho x trừ đi 1. À, thì nó sẽ bằng gì đây? À, từ 2 đến 4 nè. À, x đó là x bình chia cho 2. Thằng 1 á là x, còn thằng này á là 4 lần log Neper trị đó của x trừ đi 1. Nha. Đó. Đơn giản ha. Đó thì mình thấy số vô mình làm được hết. Rồi. Đó là cái câu B này. Đó là bậc 2, nhưng mà bậc 2 này có dạng đặc biệt. Mình có thể chia xuống bậc nhất này ngon lành. Bây giờ bậc 3 thì sao? À, đối với thằng câu C này bậc 3 thì sao? Thì quy tắc là mình cũng phải làm sao để mình chia được cho thằng 2x cộng đi 3. À, x mũ 3 nè, mà làm sao mà mình ra nhân tử là 2x cộng đi 3 này. À, đầu tiên đó là x mũ 3 chia cho 2x cộng 3. Thì làm sao cho nó xuất hiện nhân tử 2x cộng 3 thôi. Thì x mũ 3 này nó sẽ kết hợp với thằng gì mà có nhân tử 2x cộng 3? Kết hợp với x mũ 3 muốn ra x nè, thì kết hợp với là thằng gì? À, nếu mà muốn á thì mấy em có thể nhân số 2 vào đây để cho mấy em dễ làm. Nhân 2 vào thì em phải phải chia cho 2. À, thì chỗ này á nó sẽ thành là 1 phần 2 ở bên ngoài. Còn thằng này á là 2 lần x mũ 3 nè. 2 lần x mũ 3 thì phải kết hợp với thằng gì để ra là 2x cộng 3. Đặt x bình ra đúng không? Đặt x bình ra nó mới ra nhân tử 2x cộng đi 3. Đặt x bình ra thì chỗ này nó phải là cộng 3 lần x bình phương, thì đặt x ra là nhân tử chung. À, thì mấy em sẽ được là, ủa đặt x bình em nhân tử chung thì em sẽ được là 2x cộng đi 3. Thằng này em đã cộng đi 3 lần x bình thì em phải bắt buộc phải trừ đi 3 lần x bình phương. Mà 3 lần x bình thì làm sao cho ra nhân tử là 2x cộng 3? 3 lần x bình sẽ kết hợp với cái gì mà ra 2x cộng đi 3? Đó, mình phải đặt câu hỏi vậy. À, nó sẽ kết hợp với là thằng 3 lần x bình nè. Làm sao cho ra 2x cộng đi 3 nè. Thì 3 lần x bình mà số 2 này bắt buộc ở số 3 mà muốn biến đổi thành số 2 á thì nó phải nhân cho là thằng 2/3. Mà muốn ra x này á thì nó phải là 2/3 x. À, 3 lần x bình nè, nó phải nhân với 2/3 x nè. 2/3 thì nó mới ra số 2, đặt x làm nhân tử chung. Nó là sao ta? 2x cộng 3 nè. À, ban đầu mình cứ ghi là 2x cộng 3. Rồi, muốn mà nó ra số 3 đó thì chỗ này nó phải là 3/2. Muốn ra số 3 nó chỗ này phải là nhân cho 3/2. Đúng không? 3/2 và thằng này á là 3x bình, cho nên chỗ này bắt buộc phải là nhân cho x nữa. Thì em phân phối nguyên cái đám này vô cái nhân tử mà số 3 x đó, 3x bình tách ra đó cho có nhân tử 2x cộng 3 lần này nè. 3x nhân cho chia cho 2 nhân với này. À, 22 chém bỏ x x ra x bình, 3 lần x bình đúng. 3x cộng cho 3 chia cho 2 ra là 9/2x. Rồi chỗ này bắt buộc mình phải trừ đi 9/2x. À, được không? 9/2x. Đó là thầy đang chỉ mấy em cách tách từ từ để cho ra nhân tử 2x cộng 3 để mà mình ấy từ từ á. À, 3x bình nó phải kết hợp với trừ 9/2x thì nó mới có nhân tử 2x cộng đi 3. Được ha. Rồi. À, thì hai này gom lại đặt gì ra? Đặt 3/2x làm nhân tử chung. Thầy đã trừ đi 9/2 thì bắt buộc kế tiếp á thầy phải cộng đi 9/2x. Cộng đi 9/2x. Bây giờ á 9/2x nè, làm sao cho có nhân tử á là 2x cộng đi 3. À, bây giờ á 9/2x mà sao ra là 2x cộng đi 3. À, như vậy là 2x cộng đi 3 nhân với cái gì mà ra 9/2 thì em lấy 9/2. Em chia cho 2x. 9/2x mà em chia cho 2x thì em được xx chém bỏ. 9/2 chia ra là 9/4. Em lấy thằng này nè, em chia cho 2x. Đó, lấy 9/2x chia cho 2x ra là 9/4. Như vậy thằng này bắt buộc nó phải là 9/4 nhân cho 2 ra là 9/2x nè, nó nè. Rồi 9/4 mà nhân cho 3 ra là 27/4. Chỗ này bắt buộc nó phải cộng cho 27/4. Mà cộng 27/4 thì thầy phải trừ đi 27/4.
À, thì em làm cho đến khi nào mà nó ra một cái số này nè, là số cuối cùng á, là số mà là số hạng tự do không chứ ít á. À, hai này gom lại sẽ chia xuống được với mẫu, hai này gom lại sẽ chia được với mẫu, còn thằng này á, trơ trọi mình nó cũng sẽ chia được với mẫu. À, thì bài toán này chỉ là bài toán chia đa thức thôi, ax cộng đi 3. À, thằng này á, chia xuống á, 1 phần 2 đặt bên ngoài ha, chia xuống nè, 2x cộng 3 cộng 3 bình nè, chia xuống thì ra là x bình phương, đặt x bình ra thì được là 2x cộng đi 3 chia xuống được x bình. Hai này gom lại đặt gì ạ? 3 phần 2 x ra. Đúng không? Đặt 3 phần 2 x ra thì thằng này là còn 2x cộng 3. À, thằng này là trừ 3 phần 2 x. Kế tiếp, hai thằng này gom lại đặt gì ra? Đặt 9 phần 4 ra thì chỗ này sẽ là còn là cộng cho 9 phần 4. Hai thằng này gom lại là dư 9 phần 4 nè. Còn thằng này á, là trừ cho 27 phần 4 của 2x cộng đi 3. Đó. Rồi đi tính nguyên hàm của thằng này, tính nguyên hàm của thằng này. À, thì cái quy tắc á, là mình sẽ chia đa thức. Bây giờ thầy chỉ cho em cách chia hóc nè. À, cách chia hóc nè, tức là sơ đồ hóc nè để mình chia đa thức. Thầy cũng không có nhớ nữa. À, đối với hóc nè đó là ở trên này. À, đầu tiên á, tính nghiệm của mẫu là trừ 3 phần 2. Tính nghiệm mẫu dưới này, trên này á, là các hệ số x mũ 3 đúng không? X mũ 3 là 1 tới x bình là 0, x là 0 tới số hạng tự do là 0, tại vì này chỉ có x mũ 3 thôi. À, tìm nghiệm của mẫu là 2x cộng 3. Ban đầu á, quên quên rồi. Hạ số 1 xuống. Tức là đây là hệ số của x bình nè. Một này là hệ số của x bình nè. 1 nhân với trừ 3 phần 2 cộng đi 0. 1 nhân trừ 3 phần 2 là trừ 3 phần 2 cộng đi 0 ra là 0. Trừ 3 phần 2 nhân trừ 3 phần 2 ra 9 phần 4. 9 phần 4. À, trừ 3 phần 2 mà nhân trừ 3 phần 2 ra là 9 phần 4. Cộng cho 0 ra 0. 9 phần 4 nhân trừ 3 phần 2 là trừ 27 phần 8. Hay chà, trừ 27 phần 8. Đúng rồi, trừ 27 phần 8. À, thì này là x bình nè, thằng này là x nè, thằng này là số hạng tự do, phần này là số dư. Là dư. Như vậy cái biểu thức mà thầy lấy x mũ 3, thầy chia cho thằng 2x cộng 3 đó. Chia 2x cộng 3, thằng này á nghiệm của nó trừ 3 phần 2 nhưng mà chia 2x cộng 3 thì mình phải nhân với số 2 này vào. Nhân số 2 này vào thì thằng này nó sẽ là 2 lần x bình cộng đi x. Ủa, trừ đi 3 phần 2x chứ. Trừ đi 3 3x. Nè, 2 lần x bình nè, trừ 3x cộng đi 9 phần 2 x bình x số hạng tự do. Không nhớ thầy không nhớ, muốn nhớ thầy phải lên mạng thì coi lại cái chia hóc ne này. 1 phần 2 lần x bình trừ đi 3 phần 2x cộng đi 9 phần 4 và trừ đi 27. À, cộng 9 phần 4 này là, nhưng mà này là 3 phần 2 mà, chia cho 3 phần 2x. Mình phải nhân 2 vô, này phải là 2x bình chứ ta. Hay là mình chia cho 2 nữa. Thầy không nhớ nữa. À, cái dạng chia hóc ne là vậy. Nói chung á, là mấy em có thể học theo cái cách mà thầy phân tích cái thằng tử trên này nè. Phân tích cái kiểu mà x mũ 3 người ra x bình. À, mình tách làm sao cho ra dạng 2x cộng 3. Nói chung là cái dạng bài toán này nó cũng hơi hơi dài. Chứ thông thường á, người ta không cho 2x cộng 3 đâu. Người ta cho x cộng 3 thôi. À, nha. Chứ người ta không có cho 2x cộng 3, mình khó tách lắm. X cộng 3 khó tách. Thì đó là cái kỹ thuật mà thầy chỉ cho em tách đó. Vậy thôi. A, B, C. Rồi thôi, thầy sẽ dừng video này ở đây.